Trọng sinh về năm 80, vợ và con gái muốn bỏ tôi mà đi. Tiếp theo tập trước, đám người Tôn Đại Trùng kéo đến đòi tiền làm khơi dậy ký ức đau khổ của Triệu Tịnh. Cổ ôm con gái của bọn họ ra khỏi nhà. Em còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì hả? Mau đuổi theo đi. Chị dâu cả nói làm tôi đang ngơ ngác sực tỉnh lại vội vàng chạy theo. Tiểu Tịnh, em xin lỗi, em cũng không thể tha thứ cho em khốn kiếp của trước kia. Chị đánh em đi, đánh em như cái ngày chúng ta gặp lại nhau ấy, nhưng chị đừng rời bỏ em có được hay không? Tiểu Tịnh nghe lời tôi nói ngơ ra, mình thật sự không thể hiểu được em trai nữa. Theo tính cách của em ấy thì nên quát mình tránh xa em ấy càng xa càng tốt mới đúng. Giờ em ấy đang cầu xin mình ư, em ấy thật sự thay đổi rồi sao? Tiểu Tịnh à, thằng út ngày trước rất tệ nhưng giờ thằng bé đang cố gắng thay đổi chúng ta đều thấy được, em cho thằng bé một cơ hội đi. Anh hai ở một bên nói hộ Triệu Văn Mộc, em thật sự đã thay đổi sao? Vậy tại sao em vẫn lừa chị? Không phải em nói đi bán rau dại hay sao? Làm sao lại đi chơi với bọn Tôn Đại Trùng rồi hả? Nghe xong Triệu Tịnh nói tôi cũng hơi hoang mang nhưng nghĩ đến ngày tôi trọng sinh về đây liền nói. Tiểu Tịnh, chị là nói em nợ bọn chúng hả? Mặc dù em không biết là em nợ cái gì, nợ lúc nào nhưng theo như Tôn Đại Trùng nói thì ít nhất em nợ họ cách đây 5 ngày trước. Còn mấy ngày này em luôn ở cùng anh hai mà. Đúng đúng, đúng vậy đấy Tiểu Tịnh, em khúc mắc chuyện này hả? Thằng út mấy nay luôn ở cùng anh. Anh hai vội vàng gật đầu liên tục. Vừa rồi lúc nhìn thấy 5 người kia làm trong đầu mình chỉ hiện lên hình ảnh em trai khốn nạn trước kia nên chỉ nghe được việc em trai mặc nợ mà thôi. Mặc dù không biết tại sao nhưng mấy ngày nay đúng là em trai đang thay đổi dần. Mà món nợ kia cách đây 5 ngày thì có phải là mình đang hiểu nhầm em ấy rồi không? Tôi thấy vẻ mặt Triệu Tịnh hoang mang liền nói tiếp. Chị có chắc là không phải không biết chứ, chị oan uổng em quá, em trai quá khổ mà. Chị đương nhiên biết đó là số nợ mà em nợ từ 5 ngày trước. Chị chỉ là tức giận nên đưa con gái ngoan đi dạo xíu không được sao hả? Được, là do em xấu, chút nữa em sẽ làm món ngon cho chị ăn bớt tức. Hả, anh hai sao anh vẫn nhấc cái chum làm gì vậy? Đừng nói nữa, mau giúp anh đi, eo anh sắp gãy đến nơi rồi. Buổi trưa, mọi người vẫn ăn ở nhà của tôi. Tôi làm món bánh nướng nhân thịt rau tề thái và món rau bụ muối xào tỏi. Còn có chị dâu cả tôi làm món nộm củ quả và canh trứng nữa. Sau khi mọi người ăn xong tôi liền bàn bạc với mọi người việc làm ăn buôn bán rau lớn hơn nữa. Tôi tính sẽ thuê thêm người để phát triển buôn bán hơn nữa. Cố gắng trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Anh hai ngày mai một mình anh đi bán rau ở ký túc xá xưởng kẹo và đưa rau đến quán ăn Quốc Kinh luôn nhé. Em có việc khác không đi cùng được. Được, không sao cả. Quán ăn Quốc Kinh giờ mỗi ngày đều mua 50 cân rau, là một khách hàng lớn, sắp tới còn hợp tác mấy món khác nữa. Anh cả, anh cũng biết em với bố mẹ có mâu thuẫn cho nên em nhờ anh đi tìm bố, chú Tùng, ông Trần đến nghĩ cách giúp chúng ta tìm, kiếm thêm mấy con gà, thỏ hoang, lợn rừng với. Mấy loại cá ở sông cũng phải bắt, đồ trên núi thì thu mua 14.000 nửa cân, cá các thứ thì thu mua 10.000 nửa cân. Được thôi, nhưng thằng út này chúng ta bán nhiều như vậy thì có thể sẽ bị cấm buôn bán hay không? Không sao đâu anh, cái này em không làm riêng lẻ, em hợp tác với quán ăn Quốc Kinh. Đến lúc đó em sẽ nhờ quán ăn Quốc Kinh viết cho một lá thư giới thiệu. Triệu Văn Linh gật đầu đồng ý, về chuyện làm ăn thì anh ấy nghe theo Triệu Văn Mộc hết. Thật ra việc bán thịt các loại là chuyện làm ăn lớn. Mặc dù bây giờ mấy món tôm, cua chưa phổ biến cho lắm, nhưng sau này mấy món tôm cua vô cùng đắt. Cho nên Triệu Văn Mộc đã tính sẵn rồi, sau này anh ấy sẽ chủ yếu làm mấy món tôm cua nhiều nên anh ấy không hề có ý định sẽ dạy cho quán ăn Quốc Kinh cách chế biến mấy món đó. Còn có hai chị dâu, thời gian tới phiền hai chị giúp em hái thêm nhiều rau tề thái, rau cúc đắng và rau bụ muối một chút. Còn cả bồ công anh và bạc hà nữa, với giờ chắc cũng có cây hương thung rồi, mai chị cũng hái cho em chút nhé. Lưu Ưu Mai hơi khó xử nói, thằng út giờ cần nhiều rau quá lại còn cần cả động vật nữa, chỉ mấy người chúng ta thì sợ không làm kịp. Chị dâu, mai em gọi cả Tùng Văn Viễn và Tiền Nhị Ngưu đến làm giúp chúng ta 2 ngày. Sau này em sẽ tìm thêm mấy người ở làng chúng ta và mấy làng bên đến làm nữa. Chúng ta phải cố gắng làm cho tốt vì rau này chỉ phát triển trong 2 tháng 1 năm, hay là năm sau chúng ta sẽ không làm nữa. Năm sau nhất định sẽ có rất nhiều người làm giống chúng ta cho nên năm nay chúng ta phải nắm bắt tốt cơ hội này kiếm thật nhiều tiền. Hơn nữa chúng ta làm ăn như này là vẫn còn nhỏ, cuối năm nay chính phủ ra chính sách mới sẽ có thay đổi rất lớn, đến lúc đó sẽ có càng nhiều cơ hội cho chúng ta hơn nữa. Đối với người khác mà nói thì khó mà nắm được bước phát triển trong tương lai, nhưng đối với Triệu Văn Mộc đã tự mình trải qua ở kiếp trước thì lại chỉ cần dựa vào kinh nghiệm của mình là có thể bước trước thời đại một bước. Đúng rồi Tiểu Tịnh, em và anh hai mua rất nhiều bột mì, vải bông chút nữa chị chia cho mọi người nhé. Triệu Văn Mộc không đợi mọi người từ chối đã lấy ra tất cả số tiền trên người mình đếm, tổng cộng là 1.3 triệu. Hôm nay kiếm được 2.8 triệu, em mua vé và mấy đồ linh tinh tiêu hết 1.1 triệu. Tính lại Triệu Văn Mộc lại nói vừa rồi đã đưa mất cho Tôn Đại Trùng 440.000 nữa nên giờ còn lại là 1.3 triệu. Tất cả giờ em có ngần này mọi người yên tâm lấy đồ đi. Triệu Văn Mộc nói như vậy làm mọi người cũng không tiện từ chối. Thằng út sao em lại có nhiều tiền như vậy, bán rau được nhiều tiền như vậy sao? Tùng Vân kinh ngạc nói.
Nghĩ gì vậy chứ, 200 cân rau bán được 600.000 thôi, còn 2 triệu 2 kia là thằng Út dạy mấy người quán ăn Quốc Kinh làm vài món nên được họ trả công cho đó. Thằng Út vậy mà có thể dạy người ở quán Quốc Kinh nấu ăn sao? Triệu Văn Linh không thể tin được, trong mắt anh ấy quán ăn Quốc Kinh là gì cơ chứ? Là quán ăn làm đồ ăn ngon nhất huyện Bình Dương này đó. Còn thằng Út thì không phải, do hai ngày này anh ấy luôn ăn đồ ăn của Triệu Văn Mộc làm thì còn không nghĩ Triệu Văn Mộc biết nấu ăn nữa kìa. Trước đây có một người thầy dạy em nấu ăn, ông ấy cũng đã dạy em làm mấy món rau dại này, nhưng xem ra thì kiếp này em dạy ngược ông ấy rồi. Em nói gì cơ? Không, không có gì cả. Nói rồi tôi đưa tất cả tiền cho Tiểu Tịnh nhưng Triệu Tịnh chỉ cầm 300 còn đưa lại cho tôi 1 triệu. Em trai em cầm lấy tiêu đi, thu mua động vật hay thuê người hái rau đều cần dùng đến tiền. Chị tin tưởng em. Buổi tối, Triệu Văn Linh mang theo bột mì và mấy đồ nữa đi đến chỗ Triệu Học Hải. Mặc dù Triệu Văn Mộc không nhờ anh ấy nhưng dù sao chuyện này vẫn là để anh ấy đi là thích hợp nhất. Đương nhiên ảnh cũng mong sẽ giúp cho Triệu Văn Mộc và bố mẹ mình làm hòa với nhau. Thằng cả sao con lại mang nhiều đồ đến đây như vậy? Bố mẹ đây là do em Út mua đó. Hai vợ chồng Triệu Học Hải nghe vậy thì không khỏi thay đổi sắc mặt. Lưu Tố Mai run run chỉ vào đống đồ hỏi, thằng ba lại làm chuyện gì xấu nữa sao? Con mang đồ của nó về đi. Trọng sinh về năm 80 kiếm được một mớ tiền, bố mẹ lại không muốn gặp tôi mà đuổi tôi đi. Tiếp theo tập trước, Triệu Văn Linh thấy hai người hiểu lầm liền vội vàng giải thích. Bố mẹ đống đồ này đều là thằng Út dùng tiền bán rau để mua đó. Giờ thằng Út không còn khốn nạn như trước nữa, thằng bé đổi xử với Triệu Tịnh và con gái mình cũng rất tốt. Con và thằng hai có thể làm chứng cho sự thay đổi của thằng bé. Triệu Văn Linh khẳng định mấy lần đã làm Triệu Học Hải tin 70-80% rồi nhưng ông ấy vẫn cứ tức giận nói. Đống đồ này con cầm về đi, đồ của nó chúng ta không hưởng nổi. Thằng cả, con nói với nó bố mẹ không cần gì cả, chỉ cần nó đối xử tốt với vợ con mình là được. Lưu Tố Mai lau nước mắt nói, thằng cả con mang đồ về trả thằng ba đi, bố mẹ không thiếu chút đồ ăn này. Mang về cho Tiểu Tịnh bồi bổ cơ thể đi. Hai năm nay hoàn cảnh khổ cực của Triệu Tịnh đã trở thành tâm bệnh của bà ấy, đã rất nhiều lần bà ấy khóc thầm không ra tiếng rồi lại lặng lẽ lau nước mắt. Năm đó bởi vì bệnh nặng cả nhà còn tưởng bà ấy sắp chết. Lúc bà tưởng mình sắp chết bà lại vô cùng lo lắng cho thằng Út Triệu Văn Mộc và đứa con gái mình nhặt về là Triệu Tịnh. Vậy là bà nghĩ tác hợp cho hai đứa mà Triệu Tịnh vì để báo đáp ơn nuôi dưỡng của hai vợ chồng bà đã đồng ý cưới Triệu Văn Mộc. Cả nhà vui vẻ tổ chức hôn lễ xong thì bệnh tình của bà lại đột nhiên chuyển biến tốt lên. Vốn đây là chuyện vô cùng tốt nhưng ai ngờ sau khi Triệu Văn Mộc lấy vợ xong lại suốt ngày chơi bời rượu bia rồi còn làm mất hết mặt mũi của hai người già bọn họ. Triệu Văn Mộc còn làm hai người anh trai thất vọng, đối xử với Triệu Tịnh không ra gì nữa chứ. Triệu Văn Mộc ngày nào cũng tức giận mắng chửi Triệu Tịnh, sau khi có con gái rồi vẫn không thay đổi. Có một lần anh ấy uống rượu say nỡ lời nói muốn rời khỏi nhà. Triệu Học Hải lúc đó quá tức giận nên đã cắt đứt quan hệ luôn. Đương nhiên ông ấy cũng vì lo nghĩ cho sức khỏe của vợ mình, ổng đã muốn ở tách ra với Triệu Văn Mộc từ sớm rồi. Đoạn tuyệt đi, tao với mẹ mày cũng chán mày lắm rồi, sau này đừng gặp lại nữa. Dù sao cũng là con ruột của mình, làm gì có bố mẹ nào không thương yêu con mình chứ. Hơn nữa còn có Triệu Tịnh lương thiện làm người khác yêu mến kia nữa, nên họ vẫn cố ở lại chăm sóc cho nhà Triệu Văn Mộc. Nhưng sau khi quyết định xong hai vợ chồng để lại nhà cho Triệu Văn Mộc, còn tiền thì chia đều cho anh cả Triệu Văn Linh và anh hai Triệu Văn Quảng. Đương nhiên họ cũng để lại chút tiền cho Triệu Tịnh. Anh cả và anh hai dùng tiền bố mẹ cho và tiền tích góp của mình dựng nhà ở gần nhà cũ. Mà Triệu Văn Mộc lại cướp mất số tiền bố mẹ già cho Triệu Tịnh đi để đánh bài uống rượu, rất nhanh đã tiêu không còn đồng nào. Không lâu sau lại xảy ra chuyện Triệu Tịnh ôm con gái nhảy vực. Ngày hôm đó sau khi biết tin, Lưu Tố Mai liền cầm dao đuổi theo đòi giết chết Triệu Văn Mộc. Triệu Văn Mộc sợ đến nỗi chạy thẳng ra khỏi làng, Lưu Tố Mai không đuổi kịp chỉ có thể tức giận đến mức tự đâm mình mấy nhát. Anh ấy không biết được là đó là lần cuối cùng ảnh gặp mẹ mình ở kiếp trước. Buổi tối ngày hôm đó, chị cả Triệu Văn Yến tìm thấy Triệu Văn Mộc đang trốn ở góc trong làng thì nói, thằng Út em đi đi, đừng quay lại đây nữa. Sau này cậu vẫn là em trai chị, nhưng chị không phải chị cậu nữa. Chị, em sai rồi, Tiểu Tịnh em xin lỗi, chị cho em cơ hội sửa đổi đi, đương nhiên đây đều là chuyện của kiếp trước. Quay về hiện tại, Triệu Văn Linh nói đủ những lời hay ý đẹp nhưng vẫn không thể để đồ lại được. Anh ấy cũng biết không phải vì hai người họ vẫn còn tức giận với Triệu Văn Mộc mà bởi vì họ muốn để chỗ đồ này lại cho Triệu Tịnh và cháu gái mình. Anh ấy cũng không cố chấp quá, sự thay đổi của thằng Út sớm muộn gì bố mẹ cũng nhận ra mà thôi, cái gì cũng phải từ từ. May mà hai ông bà cũng không từ chối thẳng thừng quá. Dù sao cũng đã sống cả đời người, ông bố nhìn con trai cả nói, thằng cả con không cần qua chỗ ông Lưu với ông Trần đâu, chút nữa bố sẽ đi. Chuyện này không nên làm ầm ĩ quá, cả chuyện các con bán rau dại, thịt thà cũng thế, tuyệt đối không được quên việc quan tâm đến người làm cùng mình, có hiểu chưa? Người đã có kinh nghiệm sống rồi mới biết có một số việc tuyệt đối không được xảy ra. Triệu Văn Linh gật gật đầu nhớ kỹ những lời này. Thật ra Triệu Văn Mộc cũng đang nghĩ cách để việc buôn bán thuận lợi nhất có thể, dù sao thì bây giờ vẫn chưa có chính sách cụ thể nên nếu tự do buôn bán sẽ rất nguy hiểm. Nhưng người đầu tiên dám thử thách thì đương nhiên phải chấp nhận nguy hiểm.
Bây giờ có thể hái được nhiều rau dại như vậy là bởi vì mọi người vẫn chưa biết rau dại có thể kiếm được tiền, ngoài ra còn là vì nhà nước không cho làm nên không hề nghĩ đến. Buổi tối Triệu Tịnh tắm xong đi vào phòng thì Triệu Văn Mộc để tay đằng sau lưng đi đến đứng trước mặt cô ấy. Tiểu Tịnh, chị giơ tay ra đi. Triệu Tịnh ngơ ngác rồi vẫn nghe lời Triệu Văn Mộc mà giơ tay ra. Triệu Văn Mộc đặt một lọ kem dưỡng da và dầu ngao vào tay Triệu Tịnh. Hoa là kem dưỡng da còn cả dầu ngao nữa. Triệu Tịnh nhìn đồ trong tay mình, hai mắt không khỏi phát sáng, không có người con gái nào là không thích đẹp cả. Triệu Tịnh chỉ lấy một chút kem dưỡng da rồi bôi lên mặt, bởi vì kem dưỡng da vô cùng cùng đắt, cũng bởi vì đây là món đồ đầu tiên mà em trai tặng cho cô ấy. Nếu không phải sợ Triệu Văn Mộc cười nhạo mình thì cô ấy sẽ cất giữ chúng cho thật kỹ. Có đẹp không? Cả buổi tối hôm đó tâm trạng của Triệu Tịnh rất vui vẻ, cổ lúc nào cũng mỉm cười. Nụ cười như tắm gió xuân của Triệu Tịnh làm Triệu Văn Mộc không khỏi kích động. Dù sao thì anh ấy cũng là một thanh niên huyết khí phương cương, kiếp trước ảnh luôn ở một mình mấy chục năm trời là bởi vì trong lòng có tâm sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với người khác giới, chứ không phải là sức khỏe có vấn đề. Nhưng giờ cũng không có cách nào cả, quan hệ của hai người bọn họ còn chưa thể làm đến bước đó được. Anh ấy chỉ có thể tự mình cố bình tĩnh lại, nếu thật sự không nhịn được thì chỉ có thể rời đi trước. Đoạn trước mọi người tự bổ não hiểu nhé, tôi đây không nói nữa. Ngày hôm sau, mọi người làm theo việc đã bàn bạc trước đó, mới sáng đã bắt đầu bận rộn. Triệu Văn Mộc gọi Tùng Văn Viễn và Nhị Ngưu đến. Tùng Văn Viễn là họ hàng đằng ngoại của Triệu Văn Mộc, từ nhỏ cậu ta đã luôn đi theo Triệu Văn Mộc chơi đùa, còn Tiền Nhị Ngưu là người cùng làng. Hai người này là trợ thủ đắc lực của Triệu Văn Mộc kiếp trước, cho nên kiếp này anh ấy cũng muốn tìm họ đến làm cùng. A Viễn, Nhị Ngưu, hai người có muốn làm việc cùng tôi không? Muốn, muốn, anh muốn chúng em làm gì? Có phải là muốn đi đánh cái tên khốn Tôn Đại Trùng không? Em sớm đã ngứa mắt nó rồi. Đúng đúng đúng, có gì mà phải sợ nó chứ? Triệu Văn Mộc khóc không nổi, cười không xong, hai người này còn chưa biết sẽ làm gì mà đã đồng ý rồi. Không phải đi đánh người mà là kiếm tiền. Triệu Văn Mộc nói chi tiết việc buôn bán của anh ấy cho hai người nghe. Giờ chỗ tôi bận quá, hai người đến giúp hái rau đi, sau này sẽ có việc quan trọng hơn cần hai người làm. Chúng em nghe anh ba hết. Vậy được, sau này cứ sáng là đến đây tập hợp, mỗi ngày tôi sẽ trả cho mỗi người 60.000. Vừa nghe thấy 60.000, hai người vô cùng vui vẻ. Một ngày 60.000, một tháng là 1.800.000, số tiền này còn cao gấp mấy lần lương công nhân. Anh ba, anh cho em 10.000 là được rồi, hái rau gì mà lương tận 60.000 một ngày chứ. Tùng Văn Viễn và Tiền Nhị Ngưu không phải loại tham lam, họ cảm thấy không thể đòi hỏi quá nhiều. 60.000 không nhiều đâu, hai người cậu cứ yên tâm mà làm, sau này sẽ còn tăng nữa. Một ngày một người mà hái được 40 cân rau thì còn tốt hơn nữa, lúc đó sẽ tăng lên 160.000. Một ngày 60.000, Triệu Văn Mộc không cho là nhiều. Tùng Văn Viễn và Tiền Nhị Ngưu nghe vậy càng kích động hơn. Kết quả hai người họ làm từ sáng sớm đến tối muộn, cố gắng hái nhiều nhất có thể, ngay cả Triệu Văn Mộc cũng không nhìn nổi nữa nên đã bảo họ sau này mỗi ngày phải về nhà trước 6 giờ tối. Nếu như không phải do buổi tối không nhìn rõ thì sợ là hai người họ làm cả ngày luôn quá, người do thái đến cũng phải chảy nước mắt. Rau dại thì ổn rồi nhưng động vật hoang thì lại có chút vấn đề. Các người có biết chỗ này do chúng tôi trông coi không hả? Trọng sinh về năm 80 bán rau, Triệu Văn Mộc có ý định tăng tốc kiếm tiền hơn nữa nên nhờ hai trợ thủ đắc lực của mình kiếp trước. Thằng cả mau đưa mấy người theo bố lên núi, trên đó mới bẫy được một con lợn rừng. Triệu Văn Linh vui vẻ gọi Triệu Văn Mộc đến. Có một con lợn lớn đang cố thoát khỏi cái hố mà mấy người lớn đã đào trước đó. Hố rất sâu nên con lợn không thể trèo lên được, mọi người vất vả lắm mới trói được nó và kéo nó lên. Trong lúc kéo nó lên đã làm gãy mất một chân nó, quá trình cụ thể tôi không kể đâu nhé. Cuối cùng chúng tôi bắt được 7 con gà rừng tổng 7 cân, 24 con thỏ rừng tổng 46 cân, một rổ cá 7 cân và một con lợn rừng 86 cân. Không hổ là những người có kinh nghiệm có thể dễ dàng bắt được con lợn lớn như này. Nhưng Triệu Văn Mộc đột nhiên nhớ đến một vấn đề, giờ anh ấy không đủ tiền. Bởi vì không nghĩ sẽ bắt được nhiều như vậy, lại càng không nghĩ sẽ bắt được lợn. Bố với các chú, gà và thỏ tổng cộng là 139 cân là được 3.892.000, 7 cân cá là 140.000, tổng cộng là 4.032.000. Mấy người già không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Thỉnh thoảng họ có lên núi săn bắt động vật nhưng đều để cho nhà mình ăn hoặc là lén bán chút cho hàng xóm với giá mấy nghìn bạc thôi. Triệu Văn Mộc, cháu thật sự mua hết chỗ này với giá cao như vậy sao? Chú Trần, cháu mua thật mà. Về sau nếu như có thì các chú cứ bán hết cho cháu. Dừng một chút anh ấy lại nói, các chú, hôm nay số lượng quá lớn cháu không có nhiều tiền như vậy. Cháu trả trước cho mọi người 2 triệu, còn lại đợi ngày mai cháu bán xong thì sẽ trả cho mọi người được không? 2 triệu là đủ rồi, chỗ này cũng không đáng tiền, trên núi có quá trời mà. Bố Triệu Văn Mộc lắc lắc tay nói, vậy thì không được, được bao nhiêu thì phải trả cho đủ, thằng út ngày mai phải trả các chú tiền đấy. Triệu Học Hải mặt lạnh nói, từ khi nhìn thấy Triệu Văn Mộc, ông ấy luôn là vẻ mặt như vậy. Triệu Văn Mộc biết ông ấy đang hỏi mình cũng đang cho mọi người câu trả lời khẳng định. Bố người yên tâm, chỗ này đã được quán ăn trong thành phố đặt trước rồi, mai con đi đưa đồ cho người ta sẽ trả con tiền ngay. Vậy được, thế mai đưa tiền cũng được. Mấy người già gật đầu đồng ý.
Buổi sáng ngày hôm sau, Triệu Văn Mộc, Triệu Văn Quảng và Tùng Văn Viễn cùng đi vào thành phố. Triệu Văn Quảng kéo xe bò của nhà Triệu Văn Linh chở hơn 150 cân rau dại đi thẳng đến chỗ ký túc xá xưởng. Còn Tùng Văn Viễn thì kéo xe nhà mình chở thịt và rau đi theo Triệu Văn Mộc đến quán ăn Quốc Kinh. Hôm nay quán ăn Quốc Kinh mua hơn 60 cân rau, hai người Triệu Văn Mộc cân xong rau, lấy tiền xong liền đi đến chỗ xưởng thủy tinh. Ký túc xá xưởng thủy tinh và ký túc xá thuốc lá ở cạnh nhau cho nên có thể nói chỗ này là một chỗ làm ăn lớn, lượng tiêu thụ cao. Ngay từ đầu không chọn chỗ này là bởi vì người ở đây phức tạp hơn chút, lúc nào cũng có đám côn đồ lượn lờ trên đường. Mà công an cũng không quá để tâm đến chỗ này. Ngày đầu tiên đến chỗ mới này, Triệu Văn Mộc vẫn mang ba loại rau như trước, rau tề thái, rau bụ muối và cúc đắng. Kết quả không cần nói cũng biết ở đây bán đắt hàng y như ở ký túc xá xưởng kẹo vậy. Triệu Văn Mộc rất nhanh đã bắt đầu bận rộn cân rồi thu tiền. Tùng Văn Viễn thì đứng một bên mắt chữ O mồm chữ A rồi. Văn Viễn cậu nhìn cho kỹ, sắp tới ở đây sẽ giao cho cậu. Tùng Văn Viễn nuốt nước miếng rồi gật đầu như gà mổ thóc đáp. Được được được. Còn trong lòng thì thầm nghĩ nhất định phải đi theo Triệu Văn Mộc. Rất nhanh hai người đã bán hết rau trên xe rồi. Nhìn tiền trong tay, Triệu Văn Mộc hỏi Tùng Văn Viễn. Văn Viễn, cậu xem rau bán đắt hàng như này nhưng một ngày anh chỉ cho cậu và nhị ngưu 60.000, cậu có ý kiến gì không? Tùng Văn Viễn nghe vậy thì đỏ mặt, anh ấy hắng hắng cổ họng nói, anh ba, anh đang nói gì vậy chứ? Hai chút rau thôi mà một ngày được 60.000 đây là chuyện tốt, trước đây em chưa từng mơ đến. Anh kiếm được nhiều tiền là do bản lĩnh của anh cho bọn em 60.000 đã là tốt với bọn em rồi, nếu không sao anh không tìm người khác đến chứ? Quả nhiên là em trai anh biết ơn nghĩa chứ không vì tiền mà đỏ con mắt. Triệu Văn Mộc vỗ vai cậu ấy nói, Văn Viễn, 60.000 chỉ là mở đầu thôi, sớm muộn gì anh cũng để cậu kiếm một ngày 60 triệu. Ừm, anh ba, em nhất định sẽ làm chăm chỉ. Cho dù một ngày kiếm được 60 triệu thì có đáng là bao, một năm cũng chỉ được hơn 20 tỷ, kiếp trước Văn Viễn đi theo mình còn kiếm được nhiều hơn nữa kìa. Đúng vào lúc này lại có phiền phức tìm đến, mấy tên côn đồ nhìn trẻ măng đi đến, Văn Viễn đợi chút nữa đừng đánh mạnh quá. Kiếp trước Triệu Văn Mộc cũng là một tên côn đồ có tiếng, đương nhiên biết đám người này đến đây làm gì. Mặc dù anh ấy chưa từng làm chuyện này nhưng lại là chuyên gia đánh nhau. Các người có biết chỗ này do chúng tao trông coi không hả? Nhớ mỗi ngày phải nộp 60.000 tiền giữ chỗ. Tên cầm đầu đám đó nói vô cùng ngạo mạn, mà hai người đứng bên cạnh thì mỗi người cầm một cái gậy. Triệu Văn Mộc nhìn mấy tên đó thì biết ngay chỉ là mấy tên chưa đổ máu bao giờ. Triệu Văn Mộc nhìn tên cầm đầu rồi hỏi, các người thật sự muốn lấy tiền chúng tôi hả? Tên cầm đầu bị khí thế của Triệu Văn Mộc làm kinh sợ rồi. Bọn họ không ngờ hôm nay lại có thể gặp được người cứng rắn như vậy, nhưng việc đã đến bước này rồi đành phải theo lao mà thôi. Đúng vậy, 60.000 không tính là nhiều. Triệu Văn Mộc không trả lời mà đột nhiên phi đến đạp ngã một tên đứng bên cạnh hắn. Sau đó lại nhặt gậy gỗ của tên đó lên đánh nhau với tên cầm đầu. Bên kia Tùng Văn Viễn cũng phi lên đạp tên còn lại. Tên cầm đầu không Triệu Văn Mộc lại đột nhiên ra tay như vậy, hắn không phản ứng kịp chỉ có thể ăn đánh. Mà Triệu Văn Mộc thì đánh không nương tay chút nào. Dám đến thu tiền ông đây à, đừng để ông gặp lại mày. Nhìn mặt mấy tên kia bầm dập như vậy, Triệu Văn Mộc tin tưởng bọn chúng chắc chắn sẽ không đến gây phiền phức cho anh ấy nữa, mà những tên đang nhòm ngó khác cũng không sẽ tìm đến. Nhưng anh ấy không biết rằng việc làm của mình đã đắc tội người không nên đắc tội, phiền phức lớn hơn nữa đang chờ đợi anh ấy. Nhìn mà xem người đàn ông này kiêu căng như nào, anh ta trọng sinh về năm 80 bán rau dại thì cũng thôi, vậy mà lại dám đánh em của đội trưởng đội công an. Tiếp theo tập trước, dọn đồ xong hai người liền kéo xe bò đi về phía quán ăn Quốc Kinh. Anh ấy đã hẹn với Lý Quốc Phú sẽ đến đó nấu mấy món ăn rồi. Dù sao thì kiếp trước Triệu Văn Mộc cũng là một đầu bếp cao cấp dựa vào nấu ăn để kiếm cơm, mặc dù sau đó anh ấy không cần tự mình nấu nữa. Đợi làm xong về nhà thì đã hơn 11 giờ. Triệu Văn Mộc đếm số tiền hôm nay kiếm được tổng cộng là 13 triệu 120 nghìn. Đây là một số tiền lớn, trong đó thịt thà bán được 12 triệu 500, so sánh ra thì thấy lợi nhuận của việc bán thịt rất lớn. Đương nhiên hôm nay có một con lợn rừng mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lúc này mấy người khác cũng đang lần lượt về nhà. Giờ bữa trưa mọi người thường sẽ ăn ở nhà Triệu Văn Mộc. Mọi người nghỉ ngơi chút đi, đợi chút nữa em nấu ăn, được. Anh hai có ok không? Anh hai cũng kéo xe bò về nhưng trên xe vẫn còn có rau chưa bán hết. Thằng út mấy loại rau tề thái, cúc đắng, bụ muối vẫn bán đắt hàng như mọi khi, nhưng mà rau mới hôm nay chúng ta mới bán là hương thung và bạc hà lại còn rất nhiều. Anh hai, anh có nói cho mọi người cách dùng hương thung và bạc hà không? Anh nói rồi, nói theo cách em bảo anh đó, anh nói cả công dụng và cách làm mấy lần lận. Triệu Văn Quảng đã ghi nhớ kỹ cách Triệu Văn Mộc dạy anh ấy bán hàng như nào rồi, sáng nay lúc kéo xe bò anh ấy còn đọc lại mấy lần nữa. Vậy thì mai anh cứ bán như bình thường là được, dần dần sẽ bán tốt hơn thôi, nhưng đương nhiên cũng không thể đắt hàng bằng mấy loại rau cũ, dù sao thì không phải ai cũng thích vị bạc hà. Triệu Văn Quảng gật gật đầu không khỏi yên tâm hơn. Buổi trưa Triệu Văn Mộc chủ động đi nấu ăn, anh ấy muốn làm canh cá cho Triệu Tịnh ăn. Thằng út cũng giỏi quá đi, giờ ngày nào cũng làm từ sáng đến tối. Chị dâu hai ở một bên khen nói, các anh chị mới vất vả, chuyện này là em nên làm, em rất vui vẻ.
Mấy ngày này Triệu Văn Mộc phải chạy đi chạy lại đến quán ăn Quốc Kinh trong nội thành, trừ việc mệt mỏi thể lực ra đầu óc cũng không ngừng hoạt động, dù sao thì giờ anh ấy đang dẫn dắt mọi người. Hơn nữa buổi tối còn phải chăm sóc cho con gái, mặc dù rất mệt nhưng Triệu Văn Mộc lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn cả. Tiểu Tịnh, canh cá có thể giúp da đẹp hơn, tăng cao sức đề kháng, còn có thể thúc đẩy tiết sữa, chị ăn nhiều vào. Triệu Văn Mộc nói nhỏ nghe vậy Triệu Tịnh đỏ bừng mặt gật nhẹ đầu đáp, ừm. Vợ anh nói em này canh cá này có thể giúp da đẹp hơn còn có thể. Bên kia anh hai cũng học em trai nói theo. Còn có thể thúc đẩy tiết sữa đúng không anh, xem lại mình đi. Chị dâu Tùng Vân là người thẳng thắn nói thẳng chị ấy quen anh hai từ nhỏ, hai người họ luôn chung sống với nhau như vậy. Mọi người nghe vậy đều ngại ngùng hắng giọng, mà anh hai ở bên kia lại cố nói tiếp, còn có thể tăng cao đề kháng. Tiểu Vân, hai em cũng kết hôn đã lâu rồi, tính ra thì cũng nên xin lấy đứa bé đi thôi. Triệu Văn Quảng và Tùng Vân đã kết hôn được gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Chỉ thấy Tùng Vân ngại ngùng cúi thấp đầu. Anh cả, anh hai, hai anh cầm lấy số tiền này đi. Triệu Văn Mộc đánh gãy cuộc trò chuyện mà đưa cho Triệu Văn Linh và Triệu Văn Quảng 10 tờ 200.000. Hai người họ cũng biết giờ Triệu Văn Mộc kiếm được rất nhiều tiền, đặc biệt là nhờ vào thịt, nhưng hai người vẫn không muốn lấy. Thằng út chỗ này nhiều quá rồi. Triệu Văn Linh mở lời từ chối trước, anh ấy không ngừng nói lời từ chối. Triệu Văn Mộc vẫy vẫy tay nói, anh cả anh yên tâm đi, sau này sẽ còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Đến lúc đó 2 triệu chỉ là con số nhỏ mà thôi. Triệu Văn Linh còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lưu Ưu Mai ngăn lại. Cứ nghe theo thằng út đi, thằng út là người làm việc lớn, sau nói cứ đi theo thằng bé làm việc là được. Nóc nhà quyền lực đã nói như vậy rồi thì Triệu Văn Linh cũng không từ chối nữa. Anh cả đã nhận rồi thì Triệu Văn Quảng đương nhiên cũng sẽ nhận tiền. Mà bên kia đội trưởng đội công an Long Thanh Vân sau khi về nhà lại thấy trên bàn chỉ có một đĩa rau cúc đắng, ngay cả bát nước chấm cũng không có. Long Thanh Vân nhìn mà ngây ngốc rồi, mấy ngày nay bộ công an bận bịu đến bù đầu trong nhà lại xảy ra chuyện gì không biết. Vợ à, đây là sao chứ, bữa tối đâu? Đây chính là bữa tối. Lưu Ưu Lan chỉ vào đĩa rau trên bàn nói. Long Thanh Vân vội nắm lấy tay Lưu Ưu Lan, vợ ơi đừng mà, ai đã làm em tức giận vậy? Em trai sắp bị người ta đánh chết rồi mà anh còn làm cảnh sát cái gì chứ? Sao vậy, em trai bị ai đánh cơ? Rồi Lưu Ưu Lan kể lại chuyện đã xảy ra cho Long Thanh Vân nghe, lúc kể còn thêm mắm dặm muối nữa. Anh nhất định phải bắt tên đó lại rồi dạy dỗ ra trò cho em. Ừm, được được. Ngày hôm sau, Triệu Văn Mộc và Tùng Văn Viễn vẫn đến chỗ ký túc xá xưởng thủy tinh bán rau như trước. Rất nhanh Long Thanh Vân đã đến rồi, ổng còn dẫn theo một cảnh sát khác. Thấy vậy Triệu Văn Mộc ngay lập tức cảnh giác, Tùng Văn Viễn thì bị dọa rồi. Những năm này bán đồ khá là nguy hiểm, mặc dù họ chỉ bán chút rau ngoài đường thôi, bình thường thì công an sẽ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Nhưng đương nhiên vẫn có chuyện ngoài ý muốn, nếu như bị bắt mấy ngày thì cũng không tốt đẹp gì. Anh ba phải làm sao đây, có chạy hay không? Cứ đợi đã đi, A Viễn, họ không đến bắt chúng ta, hả, sao anh lại biết? Chỉ thấy phía sau Long Thanh Vân lại có một con xe Jeep BG212 lái đến. Sau đó lại có mấy người mặc đồng phục cảnh sát bước xuống xe. A Viễn, em xem, trận cảnh lớn như này nhất định không phải nhắm vào chúng ta. Những năm này ngay cả cục cảnh sát thì cũng chỉ có một con xe Jeep BG212 này mà thôi, đây là xe của cấp lãnh đạo. Đồng chí cho hỏi rau này bán như nào? Một cảnh sát hơn 40 tuổi hỏi, rất rõ ràng ông ấy là lãnh đạo. Chú cảnh sát, rau này bán 2.000 một cân, hương thủng thì 16.000 một cân. Người cảnh sát trung niên vẫy vẫy tay về phía hai cảnh sát khác để họ đi chấp hành nhiệm vụ trước. Thì ra ông ấy chính là Phó Bộ trưởng Bộ Cảnh sát thành phố Bình Dương. Hôm nay ông ấy đến đây là để truy bắt tội phạm truy nã Khổng Nhị Hòa. Dương Vũ Bình nhìn rau xanh tươi mơn mởn trên mặt đất nói, chỗ rau của cậu bán rất đắt hàng nhỉ, tôi nghe nói phải lên núi để hái. Người trong thành phố đúng là rất khó để mua được. Quốc gia không phải đang thúc đẩy chuyện này sao, vẫn là chính sách nhà nước tốt. Triệu Văn Mộc cố ý nói câu này rồi lại nói, chỗ rau này đều là hái cái đem đi bán ngay, chúng tôi đã rửa sạch sẽ rồi, còn dạy mọi người cách chế biến sao cho ngon nữa. Trước đây chưa biết chế biến thôi chứ biết là nông ngay. Câu này của Triệu Văn Mộc làm Dương Vũ Bình bật cười. Cậu nhóc này khá hài hước, cũng rất thông minh nữa, thành phố đúng là chuẩn bị phát triển mấy món dân dã. Nhớ trước đây ông Lý có nói người bán rau là một thanh niên trẻ tuổi đã gợi ý cho ông ấy cách này. Chắc không phải là cậu nhóc này đó chứ. Thấy Dương Vũ Bình mãi vẫn không nói gì, Triệu Văn Mộc lại cầm một ít rau lên. Chú cảnh sát, mấy chú làm nhiệm vụ vất vả rồi, cháu tặng chú chút rau này, các chú ăn xem có được không? Đi, đi ra đi, đừng có mà làm trò, chúng tôi là người chính trực. Long Thanh Vân đứng một bên thấy vậy vội nói. Em trai là kiểu người gì đương nhiên ông ấy biết rõ, chắc là muốn hại người không thành, nhưng mình đường đường là đội trưởng đội cảnh sát làm sao có thể giúp đỡ người làm việc ác chứ. Vợ mình bên kia đợi lúc đó dỗ cô ấy cho tốt là được rồi. Triệu Văn Mộc ngượng ngùng quay về, xem ra mình đã làm sai rồi. Nhưng lúc này anh ấy phát hiện người đàn ông trung niên trước mắt khá quen, hình như kiếp trước ông ấy đã có chuyện gì vậy. Nhưng đợi đến khi họ rời đi rồi anh ấy vẫn không nhớ ra được.
hôm nay cũng rất nhanh đã bán hết rau rồi. Sau khi bán hết, hai người Triệu Văn Mộc đến tiệm tạp hóa mua đồ. Cả đoạn đường này Triệu Văn Mộc không ngừng nghĩ về chuyện trước kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây, sẽ có chuyện lớn gì xảy ra với Dương Vũ Bình đây. Ở trước cửa tiệm bách hóa có một người đàn ông và một cô gái đang quỳ, bên cạnh họ có một người già đang nằm, nhìn bà đó trông vô cùng ốm yếu. Vốn Triệu Văn Mộc cảm thấy người đàn ông rất quen, đến khi nhìn thấy một bên cánh tay cụt của người đó, anh ấy mới đột nhiên nhớ lại. Anh ấy đã từng thấy người đó trên báo, anh hùng một mình chiến đấu giành thắng lợi. Anh ta một dẫn dắt một đội ngũ đột kích quân địch, chiến đấu kịch liệt 2 ngày 2 đêm, kích sát hơn 10 tên địch. Khi tất cả đồng đội đều đã hy sinh, anh ta vẫn đơn độc chiến đấu một mình. Trong lúc chiến đấu, một bên tay của anh ấy bị bom nổ bị đứt, nhưng ảnh vẫn kiên cường để thắt cánh tay đó trước người và chiến đấu tiếp. Nhưng đáng tiếc là do quá lâu nên bác sĩ không thể nối lại cánh tay cho ảnh được. Triệu Văn Mộc đi đến gần anh ấy, nhìn chữ Trịnh Quang Minh viết trên tờ giấy. Đại khái chính là, tôi là Trịnh Quang Minh, vì để cứu chữa trị cho mẹ muốn vay 14 triệu. Nếu như ai đồng ý cho tôi mượn, tôi nguyện làm công miễn phí cho người đó 20 năm để trả nợ. Đồng chí, vì sao anh không xin nhà nước trợ cấp chứ? Nhà nước chắc chắn sẽ đồng ý. Là do tôi không cần, lúc trước xuất ngũ nhà nước đã cho tôi đủ số tiền tôi nên được nhận rồi. Cấp huyện còn cho tôi 4 triệu nữa, giờ tôi không thể làm gì cho quốc gia nên không thể xin thêm được nữa. Triệu Văn Mộc nhớ đến cái gì đó, vốn anh ấy còn muốn khuyên vài câu nhưng với tính cách này của anh ta thì nói thế nào vẫn thế thôi. Anh Trịnh, anh cần bao nhiêu tiền? Mẹ tôi cần phải vào thành phố làm phẫu thuật hết 34 triệu nhưng giờ tôi chỉ có 20 triệu. Triệu Văn Mộc nghĩ nghĩ, giờ trong tay anh ấy có hơn 16 triệu. Anh Trịnh, tôi cho anh vay 16 triệu, anh mau đưa mẹ anh đi làm phẫu thuật đi. Nói rồi Triệu Văn Mộc đỡ Trịnh Quang Minh dậy, đồng thời vẫy vẫy tay ý bảo cô bé đứng dậy. Triệu Văn Mộc cho vay thêm hơn 2 triệu là vì anh ấy nghĩ đến sau khi làm phẫu thuật xong nhất định sẽ phải nằm viện theo dõi thêm, như vậy sẽ cần thêm tiền. Có thật không? Trịnh Quang Minh có chút không dám tin nhưng sau đó anh ta lại nói, được, cậu yên tâm đi, mặc dù tôi mất đi một cánh tay nhưng vẫn làm việc nặng được hết. Triệu Văn Mộc đương nhiên không có ý định để anh ấy làm công 20 năm cho mình, nhưng giờ nếu như nói không cần thì Trịnh Quang Minh chắc chắn sẽ không chịu nhận tiền. Không sao đâu anh Trịnh, sau này anh kiếm được tiền rồi trả cho tôi là được. Sau đó Trịnh Quang Minh xin phương thức liên lạc của Triệu Văn Mộc xong liền đưa mẹ và em gái rời đi. Trước khi đi anh ấy còn quỳ xuống nói, cậu Triệu, cảm ơn cậu đợi tôi quay lại. Quả là một người đàn ông có tình có nghĩa, có nguyên tắc, có tôn nghiêm mà. Tùng Văn Viễn ở bên cạnh cảm khái nói, à Viễn, em với anh quay lại chỗ ký túc xá Thủy Tinh chút. Được, có chuyện gì thế anh ba, không phải chúng ta đến đây mua đồ sao, sao lại quay về đó rồi? Thì ra là vừa rồi Triệu Văn Mộc đã nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra với Dương Vũ Bình rồi. Bố mẹ sợ tôi đời này không cưới được vợ nên bảo tôi cưới người chị được nhặt về. Đây là vụ chấn động xảy ra vào mùa xuân năm 1980, tội phạm bị truy nã Khổng Nhị Hòa chạy trốn đến ký túc xá xưởng Thủy Tinh ở huyện Bình Dương. Bị phó đội trưởng đội công an Dương Vũ Bình phát hiện, sau đó hai người liền nổ súng. Dương Vũ Bình không thể ngờ rằng đối phương lại có súng, cuối cùng không may mà ra đi. Sau đó Khổng Nhị Hòa cướp súng của ông ấy, trong quá trình chạy trốn hắn đã sát hại rất nhiều người dân. Lúc đó Triệu Văn Mộc đã được Lý Quốc Phú thu nhận làm việc ở quán ăn Quốc Kinh cho nên có nghe có chuyện cũng nhìn thấy Dương Vũ Bình gặp chuyện. Trên người ông ấy có rất nhiều vết bắn, hai vết bắn chí mạng, một phát ở phía ngực trái, một phát còn lại là do hung thủ bắn vào đầu ổng thêm lúc ổng ngã ra đất. Anh ba, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chuyện này hơi khó giải thích, dù sao thì chúng ta phải gặp lại người cảnh sát lúc sáng trước buổi trưa. Triệu Văn Mộc cũng không biết có thể thay đổi kết cục của Dương Vũ Bình và 6 người vô tội kia hay không. Rốt cuộc thì tại sao mình lại có thể trọng sinh quay về chứ? Nếu như mình thay đổi vận mệnh của những người đó thì số mệnh có biến đổi theo chiều hướng xấu rồi lại thay đổi trở về kết cục cũ hay không? Mới đến chỗ ký túc xưởng Thủy Tinh không lâu, Dương Vũ Bình đã đến rồi. Một chiếc xe Jeep BG212 và một chiếc xe tuần tra 3 bánh lái đến. Thấy xe Jeep sắp lái qua, Triệu Văn Mộc vội vàng giơ tay chặn họ lại. Chàng trai trẻ, cậu vẫn ở đây à, cậu có chuyện gì không? Đồng chí, hôm nay ông sẽ có nạn đổ máu đó. Triệu Văn Mộc nghĩ mãi vẫn không nghĩ được nên nói như nào. Cậu đừng có mà quá đáng, có muốn vào đồn ngồi uống nước chè không hả? Long Thanh Vân đứng ra nói. Tên Triệu Văn Mộc này bán rau thì thôi đi, mình có thể mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Chuyện hắn đánh em mình cũng là do lỗi em mình nên thôi, không thể tính toán với hắn. Nhưng giờ hắn lại dám nói linh tinh trước mặt nhiều người như vậy. Mà Dương Vũ Bình thì lại không hề tức giận mà cười ha ha nói, bỏ đi Tiểu Long, chàng trai trẻ sao cậu lại nói vậy? Triệu Văn Mộc không trả lời mà lấy một miếng sắt giày vừa mua ở cửa hàng giày ra nhét vào túi áo trước ngực Dương Vũ Bình. Ông tin hay không thì tùy ông, miếng sắt này ông cứ để yên đó, chỉ ngày hôm nay thôi là được. Tôi nhắc ông thêm một câu, kim mộc đánh nhau, kiếm sắc thẫm máu. Dương Vũ Bình lắc lắc đầu không nói gì nữa mà quay lại xe. Dương Vũ Bình lấy miếng sắt ra nhìn rồi cười cười, phó cục trưởng Dương, ông tin chuyện này hả? Long Thanh Vân cũng cười hỏi, Dương Vũ Bình không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu vứt tấm sắt đó phía trước xe. Triệu Văn Mộc thấy chuyện nên làm đã làm xong việc khác, anh ấy không quan tâm được nhiều như vậy mà chỗ đó cũng không phải nơi nên ở lâu nên đã dọn đồ về thẳng nhà.
Anh ba giờ quán ăn Quốc Kinh giờ ngày nào cũng cần rất nhiều thịt, chúng ta có thể bắt đủ cho họ không? Hôm qua quán ăn Quốc Kinh dùng thịt thà chiêu đãi các cấp lãnh đạo xong, Lý Quốc Phú liền đi tìm Triệu Văn Mộc. Cậu Triệu, phó bộ trưởng bộ vệ sinh thực phẩm thành phố, đã hết lời khen ngợi mấy món chúng tôi tiếp đãi. Ông ấy nói mấy món đó vừa có thể thể hiện đặc sắc chỗ chúng ta, vừa có thể nâng cao doanh thu cho nông dân, có thể xem xét đến việc đây là đặc sản của huyện Bình Dương chúng ta. Vậy thì tốt quá, nhưng sao tôi cảm thấy quản lý Lý vui vẻ như vậy chắc không phải mình chuyện này chứ. Cảm ơn cậu Triệu nhé, Lưu bộ trưởng đã tìm tôi nói chuyện rồi, đợi khi chủ nhiệm Trương từ chức thì sẽ để tôi lên làm chủ nhiệm quán ăn Quốc Kinh này. Ông ấy dừng một chút rồi nói tiếp, mấy ngày trước ông Trương còn lén nói với tôi là có người muốn đến chỗ chúng tôi làm việc, chỉ sợ chức chủ nhiệm này đã được sắp xếp từ trước, ổng dặn tôi phải chuẩn bị tâm lý trước. Giờ lại đột nhiên để tôi tiếp quản, này đều do công lao của buổi tiếp đãi cả, cho nên tôi phải cảm ơn cậu rồi. Kiếp trước Lý Quốc Phú đúng là không được làm chủ nhiệm, ổng phải làm quản lý thêm mấy năm trời nữa. Quản lý Lý đây là ông đáng được nhận, không cần cảm ơn tôi. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện tốt nữa, cậu Triệu, thành phố có kế hoạch sẽ quảng cáo mấy món thịt rừng, rau dại này trên khắp 13 quán ăn trực thuộc, sau này thịt thà và rau dại của hai quán ăn khác cũng sẽ do cậu cung cấp. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, tôi cũng nên cảm ơn ông rồi quản lý Lý. Lúc này Triệu Văn Mộc nghĩ đến gì đó lại nói tiếp, quản lý Lý, quán ăn của ông có thể viết cho tôi một lá thư giới thiệu không? Trong thư nói rõ thịt rừng, rau dại là quán ăn các ông cần nên tôi cung cấp. Lý Quốc Phú nghĩ nghĩ thấy cũng đúng thế nên là liền viết thư giới thiệu cho Triệu Văn Mộc, nói rõ Triệu Văn Mộc đang giúp đỡ, là nhà cung cấp cho quán ăn bọn họ, mong các đội ngũ sản xuất phối hợp. Như này thì sẽ không còn sợ có người kết tội anh ấy nữa. Ngoài ra hai người họ có ký hợp đồng cam kết, bởi vì số lượng quán lớn nên Triệu Văn Mộc phải đảm bảo cung cấp đủ. Quan trọng nhất là có bản hợp đồng này rồi thì bên Triệu Văn Mộc được coi là nhà cung cấp độc quyền cho quán ăn Quốc Kinh rồi. Sợ là sẽ hơi khó đó, đợi chút nữa anh đi nói chuyện với bố và các chú. Đúng rồi anh ba, anh vẫn chưa làm lành với hai bác sao? Nhắc đến chuyện này làm Triệu Văn Mộc không khỏi buồn bã, việc trải qua ở kiếp trước vẫn luôn hiện hữu trước mắt. Thằng út em đi đi, sau này đừng quay lại nữa. Tiểu Tịnh, em xin lỗi, chị cho em thêm một cơ hội đi. Chị, tiếng chị thấm đẫm nỗi buồn, sau đó Triệu Tịnh cảm thấy chỗ vai mình hơi ẩm ướt. Lâu rồi không gọi chị là chị nữa, có chuyện gì vậy hả? Triệu Tịnh bỏ que đan len trên tay xuống, tay vòng lại vỗ nhẹ lên lưng Triệu Văn Mộc. Cô ấy không biết vì sao Triệu Văn Mộc lại khóc, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi bị thương, hối hận của anh ấy. Mãi lâu sau Triệu Văn Mộc mới lau nước mắt, ngẩng đầu lên dùng giọng nghẹn ngào nói, em nhớ bố mẹ quá. Triệu Tịnh hơi sửng sốt, hóa ra là chuyện này, cô ấy cũng yên tâm hơn. Em trai thật sự đã thay đổi rồi, em đi thăm bố mẹ đi, họ sẽ tha thứ cho em thôi. Thế là hai vợ chồng họ mang theo đồ Triệu Văn Mộc mua lần trước đi đến nhà của hai vợ chồng Triệu Học Hải. Cút, mày đến đây làm gì hả? Kim Mộc đánh nhau, kiếm sắc thẫm máu. Đồng chí hôm nay có nạn đổ máu đó. Mau đi điều tra xem cậu nhóc bán rau kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiếp theo tập trước, Triệu Văn Mộc trọng sinh quay về quá khứ mang đồ đến thăm bố mẹ nhưng lại bị mẹ mình đuổi đi. Cút, mày đến đây làm gì hả? Mẹ, con và em trai đến thăm bố mẹ. Lưu Tố Mai lúc này mới để ý Triệu Tịnh cũng cùng đến nên ngay lập tức cười cười. Lúc này Triệu Văn Mộc bục một tiếng quỳ trên đất trước mặt bà ấy, Lưu Tố Mai bị dọa sợ suýt chút nhảy cẳng lên. Mẹ, trước đây là con không tốt đã khiến cho bố mẹ tức giận, giờ con biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con đi. Đã 40 năm rồi ngay cả trong mơ mẹ cũng chưa từng đến gặp mình một lần, anh ấy sắp không nhớ nổi hình dáng của mẹ mình ra sao nữa rồi. Mẹ, em trai lúc trước còn trẻ người non dạ nên mới làm chuyện sai trái thôi, nó thật sự đã thay đổi rồi sao? Triệu Tịnh nắm lấy tay Lưu Tố Mai nói, cô ấy biết rõ Lưu Tố Mai muốn nghe nhất là gì. Em trai giờ rất cố gắng làm việc, ngày nào em ấy cũng dậy sớm thức khuya vào thành phố bán rau và cũng đối xử với con rất tốt. Em ấy dành hết mọi người không để con làm gì cả, ẻm còn mua cho cháu gái mẹ sữa bột nữa. Sữa bột một túi bé xíu đã 180.000 rồi, rất đắt đó. Con gái ngoan của mẹ. Lưu Tố Mai hai mắt đẫm lệ nhìn Triệu Tịnh. Mẹ, em trai thật sự đã thay đổi rồi, mẹ tha thứ cho em ấy đi. Nỗi lo lớn nhất của bà ấy là Triệu Tịnh, giờ Triệu Tịnh đã nói như vậy rồi bà ấy làm sao có thể tức giận được nữa chứ. Được được, vào trong đi, mà tất cả chuyện này đã bị Triệu Học Hải đứng một góc nhìn thấy hết. Thật ra mấy ngày này Triệu Học Hải trong lúc giúp đỡ Triệu Văn Mộc săn bắt thú rừng cũng đã nhận ra sự thay đổi của con trai mình. Ông đã tha thứ cho Triệu Văn Mộc từ lâu, chỉ là vẫn chưa nói rõ ra mà thôi. Tình cảm của đàn ông đều là sâu nặng trong nội tâm. Thằng út kiếm được tiền cũng không được đắc ý quên đi trước đây. Thằng út con phải cẩn thận với đám bạn xấu kia, thằng út con không được quên anh chị con. Hai bố con ăn chút rau uống chút rượu, Triệu Văn Mộc vẫn luôn thành thật ngồi nghe Triệu Học Hải dạy dỗ. Bố, dạo này đơn đặt hàng thịt quá nhiều, đến lúc đó con tìm thêm người đến giúp bố. Mấy người trẻ các con thì có thể làm gì chứ, có các bác và bố đây là được. Bố con sợ mọi người sẽ mệt quá mà thôi, dù sao thì có người giúp đỡ bố cũng tốt. Triệu Văn Mộc ngừng một lúc rồi lại nói, bố, con muốn thầu ngọn núi phía nam làng đang bỏ hoang kia. Cả một ngọn núi hoang lớn như vậy con muốn làm gì chứ, núi đó không trồng được gì cả, chỉ có thú rừng khá nhiều thôi.
Triệu Học Hải nhíu mày hỏi, núi đó có rất nhiều thứ, 2 tháng nữa thôi trên núi sẽ mọc rất nhiều nấm. Bố có tin nấm còn có thể bán đắt hơn rau dại rất nhiều không? Còn có một điểm nữa đó là núi đó rất thích hợp cho động vật sinh sống, đến lúc đó chúng ta có thể chăn nuôi động vật trên đó. Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa đó là dưới chân núi đang chôn một kho báu. Dưới chân núi phía nam ngọn núi đó có một mỏ khoáng sản lớn mà chất lượng cũng vô cùng tốt. Hơn 20 năm nữa vệ tinh phát hiện bất thường, lúc này mỏ khoáng sản này mới được mọi người biết đến. Tương lai có thể sẽ kiếm được một khoản bồi thường lớn, dù sao thì sau này có được quyền khai thác không thì tạm thời không nghĩ vội. Mỏ khoáng sản không phải là tài nguyên của nhân dân có thể dùng, đợi đến thời cơ thích hợp mình có thể bán chút than đá mà thôi. Làm ông chủ bán than cũng không tồi đâu, Triệu Văn Mộc vừa nói có thể sẽ có nấm, Triệu Học Hải liền hiểu ra. Ngọn núi đó thật sự rất thích hợp cho nấm phát triển, giờ thầu từ sớm thì sau này sẽ đỡ phiền phức hơn rất nhiều. Bố cảm thấy chú Học Lỗi sẽ cho con thầu không? Con tính ra giá bao nhiêu? 20 triệu một năm, ít nhất sẽ ký hợp đồng 3 năm. 3 năm sau vẫn sẽ ưu tiên cho con thuê. Nhiều tiền như vậy sao? Vâng, 20 triệu chắc chắn sẽ không lỗ. Triệu Văn Mộc vô cùng tự tin về ngọn núi lớn đó. Được, vậy bố đi hỏi giúp con. Bố vậy bố cũng bảo thêm 8 mẫu đất hoang kia luôn nhé. Dù sao thì chỗ đó giờ cũng đang để hoang. Thằng nhóc này trách sao hôm nay lại đến đây. Bố thấy chỉ sợ con không chắc chắn mà thôi. Triệu Văn Mộc cười vui vẻ nói, không phải đâu, chỉ là làm việc cần kỹ năng thôi. À đúng rồi bố, giờ con không có tiền, bố bảo chú Học Lỗi cho con trả góp trong 1 tháng 60 triệu đó nhé. Biến. Phó Bộ trưởng Dương, ông không sao chứ? Chúng tôi đến muộn rồi, không sao, thu dọn hiện trường chút đi. Cậu và cậu đi bảo vệ những người xung quanh đi. Cái gì, ngài nói là tên nhóc bán rau kia đã cứu ngài ư? Lúc này Dương Vũ Bình lấy một miếng sắt đã biến dạng ra, ở giữa miếng sắt là một viên đạn đang ghim chặt trong đó. Cậu xem cái này đi, đây không phải là lúc sáng nay tên nhóc bán rau đó đã nhét vào túi áo ngài sao? Dương Vũ Bình không nói gì mà lấy một bộ cảnh phục rồi nhét miếng sắt đó vào túi áo trái trước ngực, sau đó giơ cái áo đó lên. Phía ngoài túi có 2 vết rách vừa vặn lộ ra miếng sắt đó. Long Thanh Vân thấy vậy thì sắc mặt thay đổi, Phó Cục Dương, ý ông là miếng sắt này đã cứu ông sao? Đúng vậy, mặc dù mồm thì tôi nói không tin nhưng lại đề phòng lỡ như nên đã cất nó lại vào túi. Hơn nữa cậu ta nói chỉ cần để đó một ngày nên tôi muốn biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Dương Vũ Bình dừng một chút rồi nói, tôi không biết Khổng Nhị Hòa có súng nên nhất thời sơ ý. Hắn bắn rất chuẩn, 2 phát đều trúng chỗ túi áo bên ngực trái. Thật ra tôi chỉ tránh được phát thứ 2, còn phát đầu tiên thì bị miếng sắt này chặn lại. Nếu như phát đầu tiên đã bị bắn trúng thì tôi chắc chắn sẽ không thể động đậy mà hy sinh luôn ở đó. Long Thanh Vân nghe xong rất ngạc nhiên, thật sự có chuyện thần kỳ như này sao? Tên nhóc đó còn đánh em trai tôi một trận, làm hại tôi phải ăn rau cúc đắng 2 ngày liền nữa. Thấy Dương Vũ Bình nhìn sang ông ấy vội vàng nói tiếp, Phó Cục Dương tôi chưa làm gì cả. Thanh Vân, cậu đi điều tra xem người bán rau đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tuân lệnh Phó Cục. Mọi người có dám tin thân phận xuyên không này chút nữa là bị lộ tẩy không? Triệu Văn Mộc trọng sinh quay lại năm 1980 nhờ vào ký ức kiếp trước đã cứu được Phó Cục trưởng Bộ Công an Dương Vũ Bình. Tiếp theo tập trước, mấy ngày sau đó đều là những việc quen thuộc, hái rau, bắt thú, bán rau, đưa đồ đến cho quán ăn quốc kinh. Đương nhiên cũng có thêm người làm cùng mới anh trai Tiền Nhị Ngưu là Tiền Đại Ngưu, còn có Hứa Bằng, Tùng Quan Quân và một số người khác. Sau khi hợp tác làm ăn cùng quán ăn quốc kinh, lượng đặt hàng rau và thịt càng ngày càng tăng nhanh, cho nên Triệu Văn Mộc mang lá thư giới thiệu được Lý Quốc Phú viết cho đi đến tìm Triệu Học Lỗi. Đội trưởng đội sản xuất, chú hai, quán ăn quốc kinh cần một lượng lớn thịt, chỉ dựa vào bố cháu và chú Trần thì chắc chắn không bắt đủ, nên mong chú có thể giúp đỡ. Cần bao nhiêu? Thịt gà, thịt thỏ, thịt lợn mỗi ngày cần 170 cân, mấy loại cá thì một ngày cần 100 cân, sau này sẽ còn cần nhiều hơn nữa. Triệu Học Lỗi uống một ngụm rượu hỏi, giá cả thì như nào? Vẫn như trước đây, đồ trên núi thì 14.000 nửa cân, cá thì 10.000 nửa cân. Triệu Học Lỗi suy nghĩ một lúc rồi nói, được, các cháu tự mình thu mua nhưng không được làm ảnh hưởng đến sản xuất, ngoài ra mỗi khi mua nửa cân phải đưa thêm cho đội sản xuất 2.000. Vậy thì đội sản xuất phải viết một lá thư giới thiệu cho cháu, chứng minh cháu làm việc theo sự chỉ thị của đội sản xuất. Không được, cái này thì tuyệt đối không được. Triệu Học Lỗi từ chối rất dứt khoát, bọn họ có thể mặc kệ cho Triệu Văn Mộc thu mua thịt nhưng không thể chống lưng cho Triệu Văn Mộc được, đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Chú hai, đội của chú một ngày nhận hơn 1 triệu không thể cái gì cũng không làm đi. Một ngày 1 triệu, 1 tháng, 1 năm là bao nhiêu tiền chứ, chú tự tính toán xem. Con số này gấp mấy lần số tiền đội sản xuất kiếm được hiện nay, nhưng thư giới thiệu ảnh hưởng rất lớn, nó có nghĩa là toàn bộ trách nhiệm sẽ do đội sản xuất bọn họ chịu. Nhất thời Triệu Học Lỗi không biết phải làm sao. Chú hai, chú yên tâm đi, cháu cần thư giới thiệu là để cho các bộ phận phía trên xem thôi, cháu còn có thư giới thiệu của quán ăn quốc kinh mà, cháu nhất định sẽ không hồ chú. Triệu Học Lỗi nghĩ rồi thấy đúng là như vậy, chủ yếu là số tiền này rất quan trọng với làng bọn họ, có số tiền này rồi thì có thể làm rất nhiều thứ cho làng. Được, chú viết giấy giới thiệu cho cháu, chốt được với bên sản xuất rồi thì những chuyện còn lại dễ rồi. Buổi tối ngày hôm đó Triệu Văn Mộc nhờ bố mình tìm mấy người già có tiếng trong làng đến nhà.
các ông các chú à, chuyện là như vậy đó. Mọi người quay về nói với người nhà, nếu ai muốn làm thì cứ 5 giờ sáng đến chỗ vườn của anh cả cháu giao hàng là được. Sau đó Triệu Văn Mộc đưa thư giới thiệu của đội sản xuất và quán ăn Quốc Kinh ra cho một ông trong đó xem, để mọi người truyền tay nhau xem. Nếu không như này thì sợ sẽ không có mấy người dám đi hái rau, bắt động vật, thậm chí là sẽ có người báo cáo lên trên nữa. Có một vấn đề cháu phải nói rõ trước là mọi người không thể lơ là việc làm ruộng. Nhà ai vì đi bắt động vật mà không làm nông và hoàn thành nhiệm vụ của đội sản xuất thì chỗ chúng cháu cũng sẽ không thu mua. Còn có một điểm nữa, đó là mỗi nhà một ngày cháu chỉ mua 5 cân thôi. Thằng nhóc này chúng ta sẽ giúp cháu truyền tin cho mọi người, nhưng giá cả cháu nói không nhầm đó chứ. Đối với bọn họ mà nói, thịt động vật rừng 14.000 nửa cân, thịt cá 10.000 nửa cân là một cái giá quá cao, một ngày 10 cân tức là sẽ được 200-300.000 rồi. Đúng vậy, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, không thể dùng độc hay bẫy loại lớn, dùng súng săn cũng phải cẩn thận. Triệu Văn Mộc nhấn mạnh vấn đề an toàn, nếu không chỉ sợ sẽ có người không có kinh nghiệm mà cố chấp đi săn bắt, xảy ra chuyện gì thì không hay. Tin tức truyền đi rất nhanh, sáng sớm ngày hôm sau đã có rất nhiều người dân lên núi đặt bẫy, bắt động vật, cũng có người dùng súng săn và dụng cụ săn bắt. Ngày hôm đó là ngày mà động vật trên núi lâm vào hoang mang, kinh sợ. Quay về cục cảnh sát, Phó Cục trưởng Dương đã điều tra được người bán rau đó tên là Triệu Văn Mộc và không có bất kỳ quan hệ gì với Khổng Nhị Hòa cả. Long Thanh Vân dừng một chút rồi lại nói tiếp, nhưng tôi cảm thấy hôm đó cậu ta đã cố tình đợi chúng ta đến. Bình thường Triệu Tịnh giờ là họ đã dọn đồ rời đi rồi, nhưng hôm đó 10 rưỡi rồi họ vẫn ở đó. Cũng có thể như cậu ấy nói là để cứu tôi. Vậy cũng không phải là diễn, Dương Vũ Bình nhíu mày nói. Phó Cục Dương, ông thật sự tin lời cậu ta sao? Thanh Vân, cậu ta có thân phận như nào? Cậu ta sống ở một ngôi làng dưới chân núi, nhà có 2 người anh trai, 2 chị dâu và 1 người chị gái nữa. Nghe nói cậu là một người không học hành đàng hoàng mà suốt ngày đi đánh bài, uống rượu, đánh nhau như côn đồ. Đương nhiên cũng chỉ là đánh nhau nhỏ thôi nên không phạm pháp, nói như vậy thì không giống lắm. Đây cũng là điểm kỳ lạ, có người nói đột nhiên cậu ta như thay đổi thành một người khác vậy. Phó Cục Dương, ông nói xem trên đời này thật sự có thần tiên hay sao? Hay là cậu ta có thể nhìn thấy được tương lai? Nghĩ cái gì vậy, gì mà nhìn thấy tương lai chứ? Dù sao thì tôi cũng là người theo chủ nghĩa duy vật, nếu như cậu ta đã không liên quan đến chuyện này vậy thì cậu ta là ân nhân đã cứu mạng tôi. Vậy Phó Cục Dương, chúng ta có cần báo cáo chi tiết với cấp trên nữa hay không? Không cần, ai cũng có bí mật của riêng mình, chuyện này đừng nghiên cứu kỹ quá, tuân lệnh Phó Cục. Bên kia thu mua, bán được càng ngày càng nhiều rau và thịt, mỗi ngày kiếm được 10 mấy triệu, làm cho đám người Tôn Đại Trùng ghen ghét muốn chết. Giờ Triệu Văn Mộc còn kêu gọi mọi người săn bắt động vật cho mình, việc này làm cho bọn họ không nhịn được nữa. Anh Đại Trùng, em điều tra rõ rồi, bọn Triệu Văn Mộc sẽ bán rau và thịt cho quán ăn Quốc Kinh. Lý Nhị Cầu theo dõi Tiền Nhị Ngưu cả đoạn đường nên đã thấy cậu ấy giao hàng cho quán ăn Quốc Kinh. Đợi đến khi Tiền Nhị Ngưu xong rời đi rồi, hắn ta cũng quay về báo cáo. Anh Đại Trùng, quán ăn Quốc Kinh thu mua thịt gà, thỏ, lợn 40.000 nửa cân, cá thì 25.000 nửa cân. Bây giờ trong thành phố mọi người đều thích ăn thịt rừng. Quán ăn trong nội thành cũng nhờ quán ăn huyện thu mua thịt thả hộ, giờ Triệu Văn Mộc bán cũng không đủ cầu. Má nhà nó chứ, mua 10 mấy nghìn bán 40.000 chả trách sao mà nó kiếm được nhiều tiền thế. Vậy chúng ta phải làm sao? Đúng, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Đi tìm đám Triệu Văn Bảo đến đây, đập nó. Chúng ta bị chơi rồi, Trọng Sinh về năm 80 dẫn dắt mọi người kiếm tiền lại làm đám Tôn Đại Trùng ghen ghét. Triệu Văn Mộc tương kế tự kế chơi lại bọn chóa đó một vố. Tiếp theo tập trước, sáng sớm phía trước vườn nhà Triệu Văn Mộc có rất nhiều người dân tụ tập, mỗi người dân đều mang theo đồ mình bắt được. Tôn Đại Trùng, Lý Nhị Cẩu và mấy tên nữa cũng lẩn trong đám người. Mấy người các cậu có bao nhiêu tiền? Tôn Đại Trùng lấy 2 triệu những năm nay hắn ta lừa, bóc lột được ra hỏi. Tôi có 200, tôi trộm được 600 ở dưới gối nhà mình. Nhị Cẩu, thật sự có thể kiếm lại tiền không đó? Nếu không tao sẽ bị ông già đập chết mất. Triệu Văn Bảo và Lý Nhị Ngưu đều lén lấy tiền của nhà. Sợ gì chứ, Triệu Văn Mộc thu mua với giá 14.000, chúng ta mua 20.000, đợi mua xong chúng ta bán lại cho quán ăn Quốc Kinh là sẽ kiếm được gấp đôi rồi. Tôn Đại Trùng giật lấy tiền trong tay Triệu Văn Bảo. Đúng vậy, đây là tiền bố tôi để mua thuốc đó. Đợi mai bán được tiền rồi mang về trả lại là được rồi. Các người đưa hết tiền đây đi, cơ hội ở ngay trước mắt, đừng để sau này hối hận. Cuối cùng mấy người đó góp tiền lại với nhau vừa tròn được 5 triệu. Tại sao tên Triệu Văn Mộc ngu ngốc đó lại có thể làm ăn tốt như này chứ? Chúng ta nhất định phải phá hỏng mối làm ăn của nó. Đám người Tôn Đại Trùng đứng trong đám người lộ ra nụ cười nguy hiểm. Thằng ba, chỗ thịt này thật sự 14.000 nửa cân hả? Một chú hét lớn lên hỏi, những người dân còn lại cũng căng thẳng nhìn theo. Bọn họ vẫn không thể tin được sẽ có chuyện tốt như vậy, cá 10.000 nửa cân nữa chứ. Có trả tiền luôn tại chỗ không? Mọi người thi nhau hỏi đủ loại câu hỏi. Mọi người à là thật đó, thịt thỏ, gà, lợn 14.000 nửa cân, cá thì 10.000 nửa cân. Nói rồi Triệu Văn Mộc lôi một cục tiền dày cộp toàn tờ 200.000 ra. Đây là 10 triệu, chúng ta giao hàng trả tiền ngay tại chỗ, không chơi nợ. Mọi người nhất thời im lặng rồi lại bùng nổ trở lại. Là thật kìa, quá tốt rồi.
Mọi người vội thi nhau đi đến, họ sợ đến muộn sẽ không bán được nữa. Mọi người đừng vội, chỉ cần không vượt quá số lượng quy định thì có bao nhiêu cháu mua hết, mọi người cứ yên tâm. Đúng vào lúc này Tôn Đại Trùng đi ra từ giữa đám người nói, mọi người à, thịt gà, thịt thỏ, thịt lợn tôi thu mua 20.000 nửa cân, tiền của tôi đây. Tôn Đại Trùng cũng giơ cao tiền trong tay mình lên. Mọi người nhất thời bàn tán ầm ĩ, có người ngay lập tức muốn bán đồ cho hắn ta nhưng càng nhiều người vẫn còn do dự. Bởi vì mọi người đều biết Triệu Văn Mộc thu mua thịt là có sự cho phép của đội sản xuất, hơn nữa đây là đồ cấp cho quán ăn Quốc Kinh. Triệu Văn Mộc thấy cơ hội chín muồi liền ra hiệu cho Tùng Quan Quân ở bên cạnh. Rất nhanh đã có một đám người nâng một con lợn to béo đi đến, con lợn này ngon đó, mau nâng đi cân. Triệu Văn Mộc giả vờ vô cùng vui vẻ ngay lập tức gọi người đi cân con lợn đó. Khoan đã, con lợn này tôi muốn mua, nửa cân 20.000. Đám người Tôn Đại Trùng, Lý Nhị Cẩu ngay lập tức vây quanh lại. Tôn Đại Trùng ông có ý gì hả? Triệu Văn Mộc nhìn như đang tức muốn chết rồi. Không có ý gì cả, người ta còn chưa quyết định bán cho cậu, có đúng không? Lý Nhị Cẩu cố tình nói lớn. Chúng ta trả 20.000 nửa cân, cậu chỉ trả có 14.000 nửa cân, có bị ngu mới đi bán cho cậu đấy. Sau đó hắn ta lại nói với Tùng Quan Quân, Tùng Quan Quân chúng tôi muốn mua con lợn này, mau nâng qua đây nhanh lên. Tùng Quan Quân nghe thấy bọn họ trả 20.000 nên cũng có chút dao động, 20.000 nửa cân cũng nhiều đó chứ. Người anh em Quan Quân à, người anh em tốt, cậu bán con lợn này cho tôi với giá 20.000 nửa cân đi. Con lợn lớn như này tự nhiên được thêm 6.000 nửa cân. Đợi xong việc chúng tôi lại mời cậu uống bữa rượu. Bọn họ tối nay chỉ mua được 5 cân thịt thôi, nếu như có thể mua được con lợn này thì có thể phát tài rồi. Tùng Quan Quân nghĩ nghĩ rồi vẫn gật đầu, vậy được, bán cho mấy người đó. Tôn Đại Trùng nhất thời cười vui vẻ, sau khi cân con lợn này vậy mà được 122 cân. Tôn Đại Trùng vứt 4.800.000 cho Tùng Quan Quân, rồi mấy người bọn họ nâng con lợn đó vui vẻ ca hát rời đi mà hoàn toàn không phát hiện mấy người Triệu Văn Mộc trong mắt đầy ý cười phía sau. Thì ra là Tiền Nhị Ngưu sớm đã phát hiện Lý Nhị Ngưu theo dõi mình nên đã nhắc Triệu Văn Mộc chuẩn bị từ sớm. Quan Quân diễn tốt quá đó, ha ha, ngày mai có kịch hay để xem rồi. Thằng ba, quán ăn Quốc Kinh thật sự sẽ không mua của Tôn Đại Trùng chứ? Anh Đại Ngưu, em đã ký hợp đồng với quán ăn Quốc Kinh từ sớm rồi. Gần đây họ cần nhiều nhưng em không vi phạm cho nên quán ăn Quốc Kinh sẽ làm theo hợp đồng chỉ mua của chúng ta thôi. Vậy bọn họ không phải sẽ mất trắng tiền hay sao? Là do bọn họ tự làm tự chịu thôi. Triệu Văn Mộc nhớ lại kiếp trước mấy người bọn họ làm đủ trò dụ dỗ lừa gạt mình, vốn mình nghĩ kiếp này coi nhau như người xa lạ cho xong, ai ngờ bọn họ lại tự mình mò đến cơ chứ. Cứ dạy cho bọn nó một bài học đi, buổi sáng ngày hôm sau. Không mua, quán chúng tôi sẽ không mua thịt này, Vương Hữu Minh lạnh lùng nói. Cậu nói linh tinh, không phải ngày nào thằng Triệu Văn Mộc cũng đến đây đưa thịt đó sao? Có phải cậu muốn nhắm vào chúng tôi không hả? Vương Hữu Minh nghe vậy càng tức giận, vừa rồi còn nghĩ dạo này cần lượng lớn thịt mà đây lại là một con lợn ngon nên đã chuyển lời cho bọn họ. Kết quả cậu bị quản lý Lý mắng cho một trận. Giờ cái đám này lại còn gây sự ở đây nữa. Bảo vệ mau đến đây. Sau đó có mấy anh giai cao to lực lưỡng đi đến. Đám Tôn Đại Trùng thấy thân hình của mấy anh giai đó thì không dám hó hé một câu nào nữa. Nhưng bọn họ cũng không can tâm cho nên bọn họ đã nấp ở một bên nhìn xem Triệu Văn Mộc có đến đây bán đồ không. Kết quả bọn họ nhìn thấy Triệu Văn Mộc và Tiền Nhị Ngưu kéo theo một xe bò đầy đồ đi vào quán ăn Quốc Kinh. Đợi đến khi hai người đi ra thì trên xe bò đã không còn gì nữa mà có một người nhìn khá giống lãnh đạo còn tiễn bọn họ ra ngoài nữa. Má nhà nó chứ, quán ăn Quốc Kinh vẫn mua đồ của thằng Triệu Văn Mộc. Phải làm sao đây anh Đại Trùng, một con lợn lớn như này trừ quán ăn Quốc Kinh ra thì không chỗ nào mua đâu. Chúng ta bị chơi rồi, thu dọn rồi đi đập nó.